Cái món này coi anh cho. Cà phê chanh muối đá xay caramel. Trời ơi, dài dữ vậy. Cà phê chanh muối đá xay caramel. Cà phê chanh muối đá xay caramel. Cà phê chanh muối đá xay caramel. Món bên đây là món độc nữa nha. Món này là món đặc sản. Món này là món mới ra nè, là món chuối. Chuối với gì? Chuối bơ đậu phộng. Chuối bơ đậu phộng xay. Chuối bơ. Còn trên này là có lúc nãy người ta nói có cái gì và tuyết đá tiết nữa. Caramel. Món mới. Đậu chanh nó uống cà phê sữa. Cái món chuối bơ gì? Chuối đậu phộng. Đậu phộng bơ. Chuối đậu phộng. Chuối đậu phộng bơ. Chuối đậu phộng bơ. Chuối đậu phộng bơ. Ngon giống như kem chuối vậy. Ngon ngon. Kem chuối mà mình làm quay sinh tố gì mình về mình lấy về mình mua đậu phộng á, mình xay chuối quay bỏ đậu phộng xay chung uống ngon, ngon khỏi bỏ đường ngon. Món này là cà phê chanh muối đá xay. Chanh muối với đá xay rất là sâu cái này ha, món độc quyền của ngũ văn mạng, món độc quyền của caramel này. Món này món cà phê này là món này khỏi nói đến bình thường cà phê sữa. Món mới là đông trùng hạ thảo mà này nhìn cho là màu hồng. Tiếp này giá nhiều nè, màu hồng, hồng là 500 rưỡi, khoảng 10 chai, 55 chai. Và này là có được chai 406. Hai chai mật ong. Hai của ông này. Ông chế biến mật ong với chanh tắc. Mật ong chanh tắc. Chanh là một chai. Mật ong chanh dây. Món này là món là chuối nè, chuối ăn không kịp, giờ đem xay nhuyễn nha, chuối chín ăn không kịp à, đem xay bán luôn, thiết kế nhiều món độc. Chú già thơm thơm.
Tôi già.